Xin phép được trình trọng tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc mừng. Xin mời hai em sẽ cùng nâng lên với chai champagne đầu tiên. Hãy cùng tay chân tay rót tràn thắp đôi rượu tình yêu và hạnh phúc của hai em trong chương trình tối nay. Xin mời toàn thể hội hôn chúng ta xin hướng mắt về phía sân khấu tình yêu về phía cô dâu và chú rể. Vâng, và như vậy thắp đôi rượu đang được cô dâu và chú rể của chúng ta rót ra với những giọt sương hồng đang tuôn chảy trong màn sương lung linh tráng buốt và huyền ảo ạ. Mình nghĩ là cứ mưu đi bên chân mưu sẵn bên chép cơ ba mơ sức ngày thổi hôm nay hãy phụ em ra thì cứ nhắn này kiếm ma hà này nó cứ nhắn này ở phơ mà ổn hạ khai ta xung khỏi là cứ rất là vinh dự phải mắt dự ngày thổi hôm nay mà cứ mưu mi sẵn hướng xưa trong hệ phụ khắp sẵn số phô mô sẵn cô phô môn sẵn cất lời các bạn ngày thổi hôm nay phương nồng kể hả tô bóc bùi bay luôn mà khai nì mà lại nhìn ngon nặng quần hố có nhỏ cơ này là những sai chờ những mà lại nhìn sang nặng quần chờ quần có bó ủng bó xe cơ này nó ăn ba quần hình nì phán tựa tỏ cả bàn tát đôi cho thử mi quá muôn mắt thảm mà tê lo hà nò xanh tựa má thòng hướng ngâu ơi cho thử mi quá bàn má thòng khảo hà yây phường tì tê nà ha ba khỏi bao giỏi tắc cương sò to gầy y lại cô nơi nhá tít cắn hòa em nữ sai chờ nhìn ngơ là hát sườn cơn đê hòa có nhìn ngơ nên mà cái con nhìn nì phở giam bà chém tép bị cày mà lo nhìn nì nà phở ra màu ấy chém tép bị cổ tên á nó há ba tàu hót nặng mưa nê khỏi chẳng lẽ nín lớn má cơn nê sai chờ nín ơi sơi là hát sườn cơn đê bê nhớ ơi nắn à gơi ăn ba luôn nghe thừng dù nắng quăng tòng tên à tốt ai cái nóng chùm hú quăng sóng hào nì hà ba nhăm cái nhăm mết bày quen má tì tàu thôi nà hoa có như nhớ cái ai lại lang phòng thơ na ni na thấy ni nhân na nhân ơi bữa ba lại bia hơn trốn còng bao vắng dám lại tên à hơn cánh rào khó hay bên phải trống lò mà lo sai chờ nhìn ơi thơi là hát sườn cơn đê hoa có nhìn ơi nhân à gây chèm xứ nấu lắc cần bao hên là tên nê hà nò hà ba khai nì nhớ to bùn số là lô chơ lão sát má chẳng cần lo khai nà xăm to bên đi ta cánh nay mà nặng mỡ nà hoa có hơi
là lúc bây ra kín hành vân nên nọ phải đi luôn tiếp anh chỉ sợ quá âm thai bà con nên nữa phải đi na chỉ sợ ta bà chết chân phùng hồ lúng tàu nữa xoay chờ ơi sơi là hát xuyên cơn lê bỏ nào nhìn nọ ôi nướng nà nướng nơi phải đi na chỉ sợ thầm khảo hạ mũ nấy ưng nào nó quá nướng nơi lung du rào phái bưng người ý quần xúm hâu ơi phơi có trang qua hòa hơn rú yên bầu mi đua xảy sang con hà xoay chờ xây sườn cơn đê hoa có nhìn ơi nhân à nhân ơi khổ cánh phải đắp bay lầy lưng hoa cài ló quá non lại là nam mép sự rút trắng lưng hào mệt mắc quá nhân à ăn ba lung trang giỏi sáo chưa muông nhắn son non bắc qua xài chờ nhắn à nhắn ơi son non cò chấp cò má bôi lại tà ló qua cà phê mà bơ xong há xúc lành phứng thì nó quá xoay chờ tang xong ư quang vâng tù chấp tù ó ngân lại treo nó quá non ba trăm cỏ tu nấy cho chém nòng mệt lắc quá nay ơi ăn ba nữa nào nữa ơi cắm kín chỉnh bao mi khô hay sang con na xoay chờ ơi sơi là sương cơn lê em ơi lại khay bay sang khắp tiêm hồ nó quá non tivi điện quang hơn chẳng sóng mê bao qua có bao mỹ phụ cu cu nhầm phong phong nhìn sang con na hoa có phở dê thịt bán bếp ăn lò sang quá non ăn ba ba lo dòng phải chơ xe máy tiền bay mê bao qua phải tên cưng có bác phí lùng phí tăng đồng khổng sang con hà phải chờ ơi là hát sang gần đê hoa có nhìn dòng trang dân rào hăng phứng cần hết lắc quá non thấy đi chứ há lệ dương chân khỏi muôn làm mừng lại cần đế nhân na quan tốt tình bất lại chỉ so dài bày tôi mù phán na lò con lên nữa thấy đi na chỉ bay hơi trò pi nong phần pian cần tốt mất nữa ai em สอแฟบเหยพี่น้องจะผู้จุกคนนะจําหลายหูครับผมว่ามักครับพอเราแซ่หรือว่าแซ่ยังมีหลายปีหลายน้องเหมือนเนาะสอแฟบเหยพี่น้องพอกาวขั้นมันซึ้งกินเหล่าไปพ่อมามันมวนตุ้มเจ็บมวนหอมกันเด้อ
thể tới tận nước khắp vì phần lớn. Và đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, cái nhận được đề thì không ai khổ bằng cha. Tâm tạo sớm hơn để nhân dân thân lớn, tâm tạo tổng thất đầu cho gia chủ đời con. Vậy mẹ vui là hạnh phúc trường đại của cô dâu và chú rể của chúng ta đâu. Có một sự trọn vẹn và có ý nghĩa hơn khi có sự chứng kiến và sự dắt của các đấng sinh thành. Và tiếp theo sau đây chúng tôi có sự trân trọng kính mời lên sân khấu về phía hòa tộc nhà trai. Trân trọng kính mời bố là Lường Văn Ương và mẹ là Lường Thị Thiên. Với sự quan lên sân khấu tình yêu được ra mắt toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, và kết tình thân ra với hòa tộc nhà trai chúng tôi có sự hoan hình giới thiệu kính mời dân tộc nhà hòa tộc nhà gái. Trân trọng kính mời bố là Lường Văn Dựa và mẹ là Lường Thị Lạ. Với sự quan lên sân khấu tình yêu ngày hôm nay để được ra mắt toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời. Và một lần nữa xin mời toàn thể hội viên chúng ta sẽ cùng ngồi lên một tràng với tay thật lớn để chào đón hai bên gia đình tham gia của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc mái ấm gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay. Các bác và với những điều kiện vô cùng xinh tươi, vô cùng hạnh phúc, ta từng bước lên sân khấu của chương ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời các bác đại diện cho gia đình nhà trai sẽ bước lên sân khấu để đứng bên cạnh chú rể người con thân yêu của mình. Trân trọng kính mời các bác đại diện cho gia đình nhà gái sẽ bước lên sân khấu tình yêu để đứng bên cạnh cô dâu người con thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng ta có thể có về trong các quý thân đến và nói rằng để cho dù dòng sông nào thì cũng trở về biển cả, mà cuộc tình nào thì cũng dẫn đến hôn nhân, mà dù cho mấy cách xâm ngăn không gì ngăn nổi duyên anh với nàng. Xuân nay để đón dòng vàng, giang tay để đón nàng về với anh, mà hết rồi áo tím áo xanh, từ nay em đã có anh làm chồng và hiện diện trên sân khấu với đài tình yêu lúc này đây. Đó chính là đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, nhà gái thì hân hoan mừng giờ thảo, nhà trai thì hối hở đón giao huyền. Hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm gì em về làm dâu, hai ta xây lắp nhục cầu tương lai. Và giờ phút này đây xin cảm chúng tôi đã thể quý vị chúng ta cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu tình yêu. Và một lần nữa cũng xin hân hạnh giới thiệu đến toàn thể quý vị những nhân vật quan trọng nhất ngày hôm nay về phía hoạt động nhà trai. Đứng bên cạnh chú rể thánh lợi không là đẹp trai của chúng ta, đó chính là các ông các bà đại diện cho gia đình nhà trai với sự hiện diện của bố là Lường Văn Ương và mẹ là Lường Thị Thiên. Tôi xin phép được mời ông bà bước lên phía trước một bước, quý chào ra mắt toàn thể quý vị, xin mời. Đây, xin mời bà bước lên phía trước một bước, quý chào ra mắt toàn thể quý vị, toàn thể ông các bà của đội đẹp trai với tay thật lớn để chào mừng. Đây, xin mời ông bà trở về vị trí của mình ạ. Vâng, là kết thì thông gia với tổng nhà trai chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu đến toàn thể quý vị đại diện cho gia đình nhà gái với sự hiện diện của bố là Lường Văn Dựa và mẹ là Lường Thị Lạ. Cũng xin phép được mời ông bà bước lên phía trước một bước, quý chào ra mắt toàn thể quý vị, xin mời. Một tràng vỗ tay thật lớn nhất của quý vị để chào mừng. Vâng, xin cảm ơn. Và giờ phút này đây chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị hai gương mặt sáng ngời nhất, hạnh phúc nhất năm 2020. Chú rể thánh lợi Thiên Giang Hồng Trên, quý chúng phép được bước lên phía trước một bước, quý chào thần sâu ra mắt toàn thể quý vị, xin mời. Một tràng vỗ tay thật lớn nhất của quý vị để chào mừng. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sở vâng, quý vị có thể quý quan khách khách quý thân mến, có thể nói rằng một chút nắng, một chút gió, một chút hương vị của tình yêu tôi đã cùng theo chân toàn thể quý vị trở về với khán phòng tình yêu ngày hôm nay. Và mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên ai cũng có khao khát yêu và được yêu, bởi chính lẽ đó mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta một nửa yêu thương của riêng mình. Và tình yêu đó là một phép nhiệm màu, là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Và trải qua những năm tháng tìm hiểu thật kỹ càng của hai bạn trẻ Khánh Lợi và Hồng Trân của chúng ta, theo quy luật tất yếu của tự nhiên, trai lớn dừng vợ, gái lớn gả chồng, được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, thì ngày hôm nay, ngày 5 tháng 12 năm 2020, tức ngày 21 tháng 10 năm Canh Tý, là một ngày lành tháng tốt, được hai bên gia đình thông gia chúng tôi trang trọng tổ chức đại lễ thành hôn cho hai con trẻ Khánh Lợi và Hồng Trân tại bản tát xã Văn Phạm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thân yêu của chúng ta. Và trước những giờ phút trang trọng thật sự có ý nghĩa này, có mặt đông đủ của toàn thể quý vị, tôi xin phép được trình trọng tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để chúc mừng. Và
dâng và để thể hiện tình cảm, lòng xúc động biết ơn của hai bên gia đình. Đối với toàn thể quý vị quan khách, ngày sau đây tôi sẽ được trân trọng kính mời bác đại diện Hòa Nhạc Trai ngày hôm nay. Quý xin có đôi lời phát biểu cảm ơn toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, đối với toàn thể quý vị quan khách, khách quý thân mến và nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay, tình cảm xúc thì có rất là nhiều, nhưng cũng khó có thể nói lên hết được bằng lời. Và được sự đề nghị của hai bên gia đình, giờ phút này đây cho phép MC sẽ là đại diện cho hai bên gia đình, đại diện cho cô dâu và chú rể, xin được gửi tới toàn thể quý vị lời phát biểu cảm ơn. Xin trân trọng kính mời, xin được gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn bằng vài lời bằng tiếng Thái ạ. Tức là sáu phép đại ải đại em đại phò đại me cho phủ đại công. Rất là vinh dự mới đây đại xuất khởi ông bác tặng đảo tặng ta tổ chức tăng tới hoạt động ở sáng nay sớm mới đây xin gặp trước đây xin khởi cử sở phép tây nguyên sở bên quan sở chúc sức khỏe ở đài để em sẽ ngài đón phú gia tám ai hôm qua sẽ đón phú gia hôm qua qua xình ngọ ở mi mới được biển phủ trai qua phủ biển cười hôm nay đó là tài em ai hôm qua xình ngọ ở mi mới được biển phủ ninh qua phủ biển cười hôm nay ở trên sông đồ sở quốc qua tránh nhớ làm cuộc là nhớ làm là giờ nay biết bà mà làm là gửi ý lại huyên cho bà nhớ làm trương ép xì lại hồng cơ ba mới các học chân đi các học chiếc bát tuổi tỷ pha mà nhớ chẳng sao và trắng rượu phiền xào trắng dao phiền báo trắng sáo qua lại bàn tàn chu ớn lại mương các bạn hết sườn kiểu quân lầy phẳng mốc sẽ sòng lùi qua cả trắng buồn mày về phò cả trắng này mặc mền kén quan cần trên trắng này phiền chu phá sửa lâm phân trắng này phiền chu phá cần nâng lửa tại có tàn phiền chu đồ là hốc gấp phiền đầy các này quan chu đồ là hốc trắng cân xuống ảo tại quan báo quan xào trắng cân xuống ăn cái ngày và mày hết một cái này nghiêm buồn phồng trời trên sòng lùi qua trắng ảo cần phải số chính quyền quần phòng cho chị đăng ký kết hôn ủy ban dân mương còn trắng nhầm dấu mốt lành công nhân hợp tiền ra bốn thành tiền mưa bay bốn trời hoàn thầu có ba mới khai mỏ chân đi mưa đi sòng phái phú đà tả nay ở trên hà lầy mưa đi bất trần mưa sản bất chấp vì chết bầm bà trắng tổ chức quần cưới vào lòng hà sòng từ đô sầu ở trên trắng nhà cá mưa hoàn hải đại em đại phò đại bê phi đồng trung phủ đại côn thọ ca hàng cửa phanh thái đất mưa xử lý mất thêm tầm hòa muôn trong băng hạnh phúc sòng đô sòng làn hâm mưa đi có ba mới và chân đi chấm khỏi gọi sòng đô mõ nả khai tá phò mê trung phủ đại côn trên cửa phong lại hưởng xưa tàng nào sòng thương tàng nào phù mấy đôi mưa đi ở sòng mấy quan sòng chúc sức khỏe đại ải đại em đại phò đại bê trung phủ đại côn phò cửa phong con hào con hàn xiềng sai thầu kế mần dân bay xe máy nhất chuông xe lồng nhất khòng ở phù bạch ca hà mất tướng màn khòng phù chút nòng chúng ta hà mất mấy bà từ màu phù phố mất phố hà mất núi to phòn bùng phù phố mất vùng hà mất núi to cầm bàn phố mất hầu hở mất núi phố hàm phố mất khả mà mất bắc hi cà phường nó phù mệt phù nòng đó in sổ số chúng bé tỷ nó phù bạch phù nòng đó hà hàn xiềng sai mới đó chào mừng xin được cảm ơn những chàng vỗ tay rất là nhiều của toàn thể quý vị dành cho gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị và trở lại với câu chuyện tình yêu của bạn trẻ. Phải nói rằng tình yêu của hai em thật là đẹp. Đã trải qua biết bao nhiêu năm đợi tháng chờ và niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Anh em nội ngoại đơn tây cùng bao bầy bạn về đây để chúc mừng. Mà đã yêu nhau thì kể cả nhà lá nhà tre không phân biệt quần lính áo the sang dầu, yêu nhau thì nghiêng nón đội đầu xây đầy hạnh phúc bên nhau suốt đời. Với tình cảm của chú rể và cô dâu họ đã trải qua với những độ trăng tròn và nhiều vầng trăng khuyết, đã có những lúc xa cách, những lúc dần hờn. Để rồi ngày hôm nay tình yêu của các bạn trẻ được thực sự được đâm hoa và kết trái. Và để rồi ngày hôm nay gặp duyên đẹp phận kết thành phu thê, trăm năm giữ chọn lời thề thủy chung, xin được chúc mừng hai em. Và giờ phút này đây xin trân trọng kính mời toàn thể hồi hôn, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía sân khấu tình yêu để chúng ta cùng được chứng kiến những giây phút trao gửi yêu thương, những cung bậc tình yêu mà hai bạn trẻ sẽ cùng trao cho nhau trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày vui ngày hạnh phúc trọng đại của cô dâu và chú rể ngày hôm nay, các bậc làm cha làm mẹ đấng sinh thành dưỡng dục cũng sẽ có những món quà quý giá nhất, cao quý nhất dành tặng trai con trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và giờ phút này đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu, trân trọng kính mời chú toàn diện sẽ được bước lên sân khấu tình yêu ngày hôm nay để cùng trao cho những người con người cháu thân yêu của mình với những món quà tuyệt vời nhất. Xin trân trọng kính mời trao gửi cho những người con người cháu thân yêu của mình với những món quà tuyệt vời nhất, quý giá nhất trước khi con cái của mình đi ra trường. Xin trân trọng kính mời ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị, các bậc làm cha làm mẹ rất vinh hạnh và hạnh phúc khi thấy những người con của mình thân lớn trưởng thành cùng nhau chung xây mái ấm gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay. Cùng mở đúng thật là từ hạnh phúc thì khi có em bên cạnh, quan trọng niềm vui khi còn mẹ còn cha, dù đang chung sống một nhà, nhất tình tràn vẹn trong hòa yêu thương. Và chúng ta đang được chứng kiến những giây phút yêu thương, hạnh phúc ngập tràn đã và đang được diễn ra trên sân khấu tình yêu của gia đình nhà trai chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, và trên những mặt mời toàn thể hội viên chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đại diện hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay. Món quà tuyệt vời nhất đến từ anh chị Sáng Ngọc ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời anh chị Sáng Ngọc cũng sẽ bước lên sân khấu để cùng trao gửi cho những người cháu, người con thân yêu của mình với những món quà quý giá nhất. Vâng, xin trân trọng kính mời.
và những nụ cười xinh xắn nhất. Hãy cùng tiến đến để cùng đồng hành với đôi tháp rượu của tình yêu, để hai em sẽ cùng đập tay chung tay chắc chắn tháp đi rượu. Tình yêu và hạnh phúc của hai em sắp sự chứng kiến của bạn thủ quý vị. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai em ạ. Vâng, xin mời hai em. Chúng tôi thì không biết nói gì hơn. Chúc hai bên gia đình Phong Gia kể từ nay về sau đã có danh hiệu tuyệt hảo. Chúc hai bên gia đình Phong Gia kể từ nay về sau ngày càng gắn bó và mật thiết hơn. Chúc cho cô dâu và chú rể sẽ có một bầu trời sức khỏe, cả tình thương một đại dương, trăm năm tình viên mãn bạc đời nghĩa phu thê. Lễ ra mắt của hai em xin phép được khép lại tại đây. Giờ phút ở đây xin mời lên về chồng trẻ cùng hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng xuống thế giới hôn trường, tiến chân đến tiền bàn thực sự để cùng được cảm ơn, được lắng nghe những lời chúc phúc. Những lời chúc mừng tốt đẹp của toàn thể quý vị dành cho gia đình chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.
hỏi tên anh ơi. Đình năm đó phản đó mưa xuân tên Á Lô. Hình tơ hòa mướng thì mít phá đồng hiền rơm lắm lửa. Hình tơ mũ lửa thẳng phúc sông sông và tán cày tên Á Hòa con nhớ. Là má sẵn cần đếm anh nhớ. Đình phiếng đi trốn cầm để đi lại khẩu xe đô trong ba hiền to nguyên phương hải đi đó nó bà xin ông đó năng mũ phán chín đi đồ và có tin mứ đón sờ lãng đoán tô phủ tè nái ngư. Hên hù ngã mưa mà làm tên Á Lô. Anh đi lò quá cái ni mưa ni tên là những người mang sông ngân có sờ men chứ đi giềng chẳng hề lạy hên phơ tứ bó khen cắm tè đồ hoa khó như là mát rằng cần bếp anh ơi. Tên phú hạ tới có đầy muôn lại lo quá khái mi na trong ba phù bên ai ta cái em nay muôn con mà đi tới đầu khói trần nó bay đời chứ chẳng cần nhỏ đó qua phố là mấy mươi nô kim sùm có tới chứ chẳng cần khả vãi bắn nhì thờ có chỉ lấy muôn tổn chung phở những cá sông mứ đâu có nạ phố là lo hoa phố hai mẹ nó là cái vãi muôn này cũng tới đấy hôm nay. Chẳng hình quen cần té nhám tì khủ lẽ nư mà nì té xu mỹ gầy chẳng khăn phở cô bán chân nạ vì hay vô trà đó phải ngay ngươi nô phở cô bán chân nạ vì ná bảo tàn phở cô bán chân nạ vì bàn má chốn gầy phở mà ướt thế đó là hoa nư hoa con nhớ. Cần đi hát anh ơi. Ôi mình đi theo cần trông đứa xuống phở là mấy mươi nô. Âu cần trốn hoàn đầu chén đón mướng thành nắng ngắn hấu đen ư. Âu cần trốn hoàn đầu chén đành chén lái mướng quẩy. Âu cần trốn hoàn đầu má quẩy mướng la khu mồm mới nữ phở là lo hoa có những ư. Kim kế tê khoản hà nê tê sò chúc bùn mà má lo mươi mươi phùng ải đua qua đây cho mưa đầu làn nơi tê sò chúc bùn dưng con nư thờ có dư mướn phì bươn múa sen khẩu thờ có nhau khẩu đeo nhau kìm bì đến nơ có là ơi lo mấy mưa. Đi tê quân khỏi đi em à cài đồ xuống đi mới phùng ải đua qua bà quân hát tê đô là xuống đi bó lại cứ ní há khai ní lô xí dài bà lò mũ xuống em này ngài là bón ở khai ní coi phiến cần chốn hóa nơ nơ xí xường quân chốn cây bà ừ cho anh chào xí nông coi xứ vái bày đến ư bà là lò hoa có những người. Xin tê đó là cái xài con nhân à.
chân vừa về chân kỳ đồ sườn tuần mới trong ngày xuyên vừa về ở ai ai hay làm cờ thiền bất tên kể bốc với các bạn cờ thứ nhất đàn sò phép vừa về ai em thật là tuyệt vời với một màn múa múa Lào vô cùng sửa sai vô cùng uyển chuyển đến từ nghệ nhân Lào Thị Ban của chúng ta ngày hôm nay cũng cảm thấy rất vui vâng các vị ơi với các vị thấy ai thấy vui chắc chắn chào một tất cả lớn rồi không ạ xin cảm ơn rất nhiều và lần nữa chúng tôi đại diện cho gia đình gửi tới toàn thể các vị.